Và các bạn hãy thử áp dụng cái mẹo sau đây. Đối với những cái ly có quai thì chúng ta sẽ quấn quanh cái quai, các bạn quấn dây quanh như vậy để giữ cố định khi rót nước. Rất là ok, tuyệt vời đúng không các bạn? Còn đối với những cái ly không có quai á, thì các bạn sẽ nhét cái phần tem vào khe của cái ly, rót nước sẽ không bị rớt theo vào trong ly nha. Các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết nha.